trắng mày nè. Mày nghe ba đem. Mày. Cái gì vậy? Làm gì vậy? Tưới cây chứ làm gì? Tưới cây hả? Cái cây bị lớn nè, cứ cái bệnh bị lớn hả? Thì vậy nó mới cho vậy uống cây. Uống cây khùng hả gì vậy? Ừ, tôi khùng rồi. Cái gì vậy? Đi đón con đi. Không. Không là sao? Hôm nay thứ tư anh phải đi đón con. Anh đón con là 2, 4, 6, em là 3, 5, 7. Biết. Nhưng mà bây giờ tâm lý đang bực thằng ba nếp, không có tâm lý để đón con. Trời mắc cười quá, anh ghen với anh khùng rồi. Bữa hôm em nói chuyện anh sao? Ba nếp là quá khứ rồi. Anh yêu em bây giờ là mới là hiện tại nè, đúng không? Hồi xưa quá khứ anh yêu người này người nọ. Em cũng đâu có nói gì anh đâu. Ủa, mắc cười quá. Sao nói được? Người này người nọ anh yêu, mà cứ tức kiếm anh không? Ủa, anh còn sao? Em yêu một mình thằng ba nếp à. Nó tới đó tìm em liền. Anh sống sao mà ta không kiếm anh làm trời hiểu. Nói chuyện kỳ vậy? Nói chuyện ngay ngược quá vậy? Ủa tôi cà chớn đó giờ. Tôi cà chớn à? Trời ơi, dắt chai về nhà còn cà chớn anh nè. Nè. Anh vừa phải anh động tay động chân hả? Tưới cây. Dắt chai cái gì? Ủa anh không nghe cái câu hả? Châu đi tìm cột chứ không bao giờ cột đi tìm châu. Nói là con châu á. Ai là con châu? Chứ ai là con châu? Thằng ba nếp mới là con trâu. Trời ơi, nói năng gì vậy? Bây giờ ha, ba nếp là con trâu, còn anh không được làm con trâu của em luôn hả? Trời ơi, anh bình tĩnh đi, anh ghen quá rồi, anh không có biết cái gì nữa hết trơn á. Chứ sao? Tôi nói thằng ba nếp con trâu có nghĩa là gì sao, là tôi là cây cột tôi đóng ở nhà nè. Đó, ba nếp là con trâu, nó tới đây nó kiếm tôi, hiểu không? Nè, mà nó cũng phải là con trâu nữa. Nó là con bờ là con gì? Con bờ là con bê. Con bê. Bây giờ anh không cần biết nó là con bê, con bò hay là con bóng nữa. Anh không cần biết, nhưng nó là con trai giới tính nam. Nó nắm tay em, anh phải ghen chứ, anh là chồng ấy mà. Ghen cái gì, bậy bạ không mà ghen. Bây giờ tôi hỏi cuối cùng này, có đóng mày vì không? Không. Thì biết rồi, tôi không biết mày vì cũng phải là con anh. Cái gì? Em mới nói gì? Tôi nói mày vì không phải con anh. Vậy nó con ai? Nó con ai? Con ba nết đúng không? Con ba nết đúng không? Thôi dạ, thôi nha. Nè tôi nói anh nghe nha, anh ghen ghét rồi hả? Trong cái đầu của anh nó không còn cái gì nữa hết, trong đầu anh chỉ có bốn chữ thôi. Chữ gì? GHEN hả? GHEN hả? Là chữ gì? Là chữ ghen đó, anh không biết đánh dần hả? Anh ghen quá, anh bị chậm hả? Anh ghen bị điên rồi. Anh điên luôn đi. Hỏi anh cuối cùng nè, anh chịu đón con anh không? Không, bây giờ anh hỏi em nè, Mai Viên phải con anh, vậy con ai? Con tôi, được không? Con tôi đó được không? Coi, con tôi nhưng mà con tôi, nhưng mà tôi với ai phải có người làm cho em có bầu chứ. Là con ai? Con tao. Tía lên tao nói mày nghe, trời ơi tao mệt quá. Ý tao nói, ý con tía nói là con này nè, con hai đứa nó là con của tía, còn cái con Mai Vi nó là cháu ngoại của tía, hiểu chưa? Mà cái vụ gì âm sầm đây? Ông ghen cái vụ ba nếp quá, tía ngồi tía nói chuyện nhau tẩy thảo nhau đi, ghen ghét tôi khùng à. Tía làm gì kỳ vậy tía? Trời ơi, tía nói con rồi sao con cứ ghen tương rồi vậy? Tía đã trình bày cho con biết rồi, cái thằng quỷ ba nếp nó là bóng là gió, bóng gió. Mà mày ghen cái nó là sao? Thì nó người yêu cũ vợ con. Người yêu cũ nhưng mà bên hồi đó đâu, cái chuyện quá khứ thôi. Hồi trước mày cũng có người yêu vậy, con gái tao có ghen đâu. Mà cái thằng kia nó là BD. Nhưng mà nó chưa phẫu thuật mà tía. Thì như gì là Mỹ là, nhưng mà nó là BD. Nó thích con trai, nó không thích con gái tao. Mà mắc cái mày ghen đi. Con ấm mất cái chuyện nó lắm tía. Thì nó tới nó kiếm vợ con. Thì cái chuyện đó nó quá khứ, nó bỏ đi con. Bây giờ nó đâu còn kiếm ở đâu. Trời ơi, con mệt quá, con không nói nữa. Con tức nhất á là ảnh ghen một hồi, nó Mai Vi không phải con của ảnh luôn á tía. Nhưng mà này tôi nói cho nó nè, bây giờ tao không cần biết con Mai Vi nó là con của ai, nhưng mà con gái tao sinh ra nó thì nó là cháu ngoại của tao, mày hiểu chưa? Tao không biết nó con của thằng nào. Tôi nói gì kỳ tía? Tôi nói như vậy. Mai Vi không phải con, vợ con cũng phải vợ con, tía vợ cũng phải tía vợ con luôn. Trời đất ơi, thì con là ai trong cái nhà này? Thôi được rồi, con sẽ bỏ đi thật xa cho mọi người phải đau khổ. Bỏ đi thôi. Con khùng rồi kìa tía. Đi đâu vậy? Ủa nó đi sao nó vô phòng chi vậy? Vô suy nghĩ. Mai đi. Trời, tôi nổi da gà hết trơn. Công nhận cái vụ này nó nhiễm khủng khiếp mà ơi. Tự nhiên mà nó làm cái động tác y như thằng vậy đó. Thằng BD mà bà nếp cô phải đi thôi, phải đi thật xa thôi. Trời ơi, sao cái này nó khủng khiếp vậy trò. Mơ đâu mà thấy đó, trời nó BD quá vậy. Sao tía hả? Chồng mày BD quá. Con thấy tía. Ui, nguyên thủy tía cũng vậy đó. Hả? Ý là tía nói là hồi nào giờ tía thay mẹ con, tía chăm sóc con, tao vừa làm đàn bà, tao vừa làm đàn ông, mày hiểu chưa? Thôi giờ vậy
Thằng Quý này nó ghen quá, thôi để bữa nào nào tí rủ nó nhậu rồi tí giải thích cho nó bớt ghen lại. Đi rước con đi. Thôi. Sao vậy? Bực rồi. Bực cái gì đi rước nhỏ đi. Không rước gì nữa hết á, đổi quá rồi. Ủa rồi mày đi đâu vậy? Vô suy nghĩ. Trời ơi, nhà này rất loạn ông nội ơi. Rồi con nhỏ con gái không chịu rước con, vô suy nghĩ. Rồi mình sao đây, mình cũng phải suy nghĩ. À, suy nghĩ rồi, đi rước cháu ngoại thôi. Ủa sao vô phòng, đi ra. Con cò bé bé, nó đầu canh tre, đi không hồi mẹ. Ủa ông ngoại, sao hả? Hôm nay ba mẹ con không rước con ngoại? Gây lộn, hai vợ chồng gây gỗ với nhau. Người này sanh nạnh người kia sanh nạnh người nọ. Cuối cùng, ông già này nè đi rước con. Ôi, ta đã nói mày rồi, đi bắt cóc, mặc cái đồ gì mà cho dễ dàng thôi. Mày mặc chi mà lùm xùm vậy? Đồ này mắc gì lùm xùm, với lại mày không hiểu gì hết, mày không hiểu thời trang. Đi bắt cóc, mặc đồ như vậy mới ấn tượng. Cái mỡ mày chảy quá trời rồi kìa. Mỡ tao chảy? Nhìn mày coi, mỡ chắc mỡ mày không chảy. Thôi đừng nói nhiều nữa. Hành động. Nè, bữa nào đó, con hỏi thử đi. Con hỏi thử, con tâm sự thử với ba mẹ con đi. Rồi hỏi coi tại sao, lý do gì ba mẹ gây gỗ hoài. Để coi mẹ ba mẹ con tính làm sao. Nghe không? Bây giờ thử nha. Bây giờ thử mình tập tuần thử nha. Ví dụ như ông ngoại là mẹ con nè. Là ba con nè, con thử coi. Ba mẹ ơi. Con có chuyện buồn muốn nói với ba mẹ mẹ. Con ba nói mẹ. Đi ba mẹ nghe. Con có chuyện muốn tâm sự ba mẹ. Con tâm sự đi mẹ nghe. Ba mẹ ơi, ba mẹ biết không, ba mẹ cứ gây gỗ hoài. Ba mẹ biết ba mẹ làm cho con buồn. Con ăn, con không lớn nổi không? Thương quá. Thôi được rồi, mẹ sẽ hứa không gây gỗ nữa. Để ba mẹ hòa thuận, để rước con, để cho con ăn, con lớn nghe con. Đó, nhớ nha, con cứ giữ y cái tuần này. Con về, con thủ thủy với ba con thủ thủy với mẹ con. Để coi ba mẹ con hành động sao con ha. Ừ, đi tiếp con. Ông ngoại, để điện thoại chế độ rung. Để nó rung nha con. Ba con hay mẹ con gọi. Mẹ con. Alo, tía đây. Nè, rước nó nè. Nè, nói chuyện với công chúa của con đi. Nói chuyện với mẹ con đi. Alo, mẹ hả? Mẹ biết, mẹ gây gỗ hoài. Mẹ làm cho con buồn lắm không mẹ? Mẹ làm cho con buồn, con không lới nổi. Mẹ biết không? Mẹ con nói sao? Mẹ con nói á, mẹ con đẹp giống con sao lớn được. Mẹ con nói quá chi lý luôn. Ông ngoại cũng lùn, mẹ con lùn thì đẻ con ra đẹp sao con lớn nổi. À, đây rồi thôi đi. Đây nè, ta đóng nói chuyện với gái mày đây nè. Đó nghe chưa? Thấy chưa, biết chưa? Đó ta nói rồi. Ừ, đó. Sao hình như mình đi ngang cái vách tường không con? Đâu phải đâu ông ngoại. Cái gì? Con dâu. Con dâu vậy? Trời ơi, xin lỗi chú. Cháu ngoại nó nhìn chú vậy quá, tưởng con dâu vậy. Dạ không sao. Chú đang làm gì vậy? Dạ đang nghe điện thoại với nhỏ con gái. Vậy hả? Dạ. Đưa coi ấy. Dạ đây. Điện thoại. Cảm ơn nghe. Dạ. Ôi cưng quá. Cảm ơn nghe. Dạ. Ủa ngoại, sao ngoại không dễ theo? Ăn cướp á. Ủa chết kìa. Ăn cướp hả? Ê, đứng lại mày! Ăn cướp! Ê, ăn cướp! Chạy điện thoại tao! Ông ngoại! Ông ngoại! Con dâu thứ hai. Con không được nói với người lớn như vậy. Con nít mà nói người lớn như vậy là hổn. Chú không phải là con voi. Con có bao giờ nghe ba mẹ con kể về ông kẻ chưa? Chưa. Chưa hả? Hôm nay con sẽ biết ông kẻ là ai. Khoan, chú rớt nón rồi. Đội vô cho đẹp. Bắt cóc mới ấn tượng con. Có muối nè, sao không ăn? Ăn gì cho chua? Kệ tôi. Để tôi thấm thía nỗi đau này. Đợt tôi chưa đủ mặn bắt tôi ăn muối. Nhưng mà cho ăn miếng đi, chua quá. Ngồi đâu mà hủy ai quá à.
Dạ cái gì? Kể tôi. Ai thèm để ý mấy người. Tháng gì ngày gì mà xui dữ vậy? Cái điện thoại cùi bắp thôi mà nó cũng giật nữa. Đồ khốn nạn mất dạy. Cướp gì kìa. Té. Ủa gì vậy Té? Gì vậy Té? Gì mà Té bực bội quá vậy? Mai Vi đâu rồi Té? Ủa nó chưa về hả? Té gì đó Mai Vi mà. Ừ. Thì Té đón Mai Vi. Rồi Mai Vi đâu? Ủa nó chưa về hả? Ủa chưa Té. Mà Té đón Mai Vi đúng không? Chính xác. Tí đón Mai Vi từ trường về đây. Mà Tí gặp Mai Vi chưa? Gặp rồi, Tí nắm tay nó mà. Vậy Mai Vi đâu? Ủa nó chưa về hả? Tí ơi Tía, con nó có 5 tuổi hả Tía? Làm sao mà nó biết được cái đường về nhà hả Tía? Thì đúng rồi, nó 5 tuổi, sao nó biết đường về nhà? Đúng rồi. Tí phải đón nó rồi. Đúng rồi. Thì Tí đón nó nè, Tí rước nó từ trường học về. Rồi Mai Vi đâu? Nó đâu? Ủa nó chưa về hả? Tí đây rồi, Mai Vi đâu? Khoan, bình tĩnh. Bây giờ Tí có chuyện gì, Tí kể ra cho con nghe. Tại sao Tí đón Mai Vi mà giờ không có Mai Vi đây? À, rồi, mất cái điện thoại, rồi nhớ rồi. Cái điện thoại, đây, dạ. Cái chuyện này là như vậy. Trời ơi! Trời ơi! Nó chưa về hả? Chưa vậy? Tí ơi! Chết con rồi, Tí ơi! Tại sao? Con mình bị... bắt cóc rồi! Trời ơi, cháu ngoại tôi bị bắt cóc rồi! Không có ai... không có ai dám bắt cóc đâu, trời ơi! Mày trời ơi con. Trời ơi, bà nhớ con có Mày Vi Hương. Trời ơi nè, con về rồi nè. Trời ơi trời, tôi khổ quá nè, đó tôi cho mấy người nè, con. Nè đưa cho ba mấy người đổ chơi mấy người đi. Mà ba con thích màu hồng. Ừ. Tôi thích màu gì? Màu hồng. Trời ơi, màu hồng với màu hồng có gì nhau con ơi. Trời ơi con ơi. Con có sao không? Con khỏe không? Chú có làm gì con không? Hả? Anh em. Dạ. Ông làm gì vậy? Tự nhiên ông bắt con tôi vậy? Nè, ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa? Trời ơi, sao đổi thừa tôi vậy? Ủa chứ mắc mớ gì mà đi với mấy người hả? Tía tôi rước nó. Sao thì hả? Tía tôi hả về một mình. Giờ con tôi đi theo mấy người. Là sao? Lý do tại sao bắt cóc cháu ngoại tôi là sao? Con sẽ giải thích chuyện này sao? Nói không được là. Vậy biết rồi. Nhưng mà trước tiên á cho tôi hỏi. Hai người đó, cảm giác của hai người như thế nào khi mà con của hai người bị bắt cóc? Hai người thấy sao? Thấy quảng. Đó, thấy chưa? Quảng đúng không? Quảng mà bà làm gì? Quảng mà ở nhà không à? Quảng mà ta phải hớt hát hải đi tìm con mình chứ. Tôi mới biết chứ bộ. Mà tự nhiên mấy người bắt cóc con tôi là sao? Rồi lấy gì nữa? Dạ. Ê, cái điện thoại của tao. Trời đất ơi mày. Ê anh. Vậy là sao? Mày quá đáng nha mày. Cái gì vậy? Mày ăn cắp điện thoại của tía tao. Rồi mày bắt cóc con tao. Chưa kể lúc trước đó mày đã rình rập vợ tao. Mày muốn gì? Là sao? Anh bỏ tay ra đi. Sao? Chú xúi hai thằng ăn cướp kia giật cái điện thoại tôi rồi bắt cóc cháu tôi tống tiền phải không? Dạ. Không có tiền thì nấu đi gia đình tôi giúp đỡ cho. Nghèo cũng có giúp đỡ được. Mắc gì bắt cóc cháu ngoại tôi tống tiền à? Bà nếu mà tôi thiệt nó xịt là tôi không thể nào chịu đựng anh được rồi đó. Từ nhỏ tới lớn anh vẫn chỉ có cái tật rình mà thôi. Anh nói không xong mà là tôi á, gia đình tôi á đưa anh lên. Ôi được rồi, tôi biết rồi. Thì lý do gì bắt cóc cháu ngoại tôi kể coi nghe coi. Dạ. Thì cũng tại hai vợ chồng này nè. Trời, tại hai đứa nó. Hôm bữa á, con ngồi đây con rình nè. Cái cây nè, cái con rình. Con rình cái con thấy hai chồng cãi lộn. Anh rình nữa đó hả? Ờ. Mày ngồi đây, mày ngồi cái cây mận này nè. Dạ đúng mày rồi. Hai cây mận tao đâu có trái nè. Mày rảnh quá hả? Anh rình anh nghe được cái gì anh? Thì tôi rình đó tôi mới thấy. Tôi thấy hai vợ chồng mấy người rất kỳ cục. Nhất là anh á. Anh đó. Anh đàn ông con trai gì mà anh kỳ cục quá vậy? Suốt ngày anh không bao giờ yêu thương vợ mình. Mà anh chỉ toàn biết ghen tuông bậy bạ không à. Ghen là tại ai? Ủa tại ai? Tại mày. Không phải tại tôi mà là tại anh. Tại con người của anh. Cái bản tính của anh. Ghen tuông bậy bạ. Rồi hả? Không thương vợ con. Đúng không? Rồi đó tôi phải làm gì? Con nè. Con phải bày ra một cái âm mưu. Con suy nghĩ. Con phải làm gì? Con bắt cóc Mai Vi. Để làm gì? Để cho hai vợ chồng có thứ tình cảm hai vợ chồng sao? Có thương con mình hay không? Có hớt hay hớt hải hay không? Trời, nó nói con hiểu không? Tức là đó, hai đứa bay á, mày nhất là mày, rể mày đó. Rồi rể mày tối ngày cứ ghen tương hoài à. Đúng. Không có tập trung lo cái gia đình hạnh phúc. Nó đâu có gì với con gái mình đâu. Đúng rồi. Con gái tao nó là bạn bè thôi. Bây giờ nó tụi nhớ coi như bạn mà. Dạ. Mày cũng biết bệnh tình của nó rồi. Hiểu không? Mà ghen tương với... Bây giờ nó không phải là bạn nữa mà huống hồ. Hai đứa con á, con ba nếp với lại hai lứa coi nhau như chị em gái. Em gái, đó thấy chưa? Dạ, ai nói nè.
Không lẽ ông ghen bậy bạ. Tôi nói không mấy giờ á, tôi á là hai lúa sống kiếp chồng chung luôn. Xin chào mọi người. Qua câu chuyện này con muốn nói là ba mẹ ơi, ba mẹ nếu ba mẹ có giận nhau thì cũng phải đi rước con mình và quan tâm con mình. Nếu không con mình sẽ bị người ta bắt cóc. Nếu mọi người thấy hay thì hãy bấm đăng ký nha. Anh về đây cho đôi mình xây viên hồng trăm năm. Bên con sông Hàm luôn đôi ta hẹn nhau mùa sau vui tươi.